Các bạn thân mến, quay trở lại cùng với các bạn ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay. Rất vui khi được quay trở lại cùng với các bạn ở trên trang cá nhân của chị. Và hiện tại bây giờ chị đã đang có mặt ở đây để có thể chia sẻ cùng với các bạn về một trong số những dạng đầy mà chúng ta nghĩ rằng là đây là một trong những cái dạng đầy vô cùng là cơ bản, đúng không ạ? Chị rất là hy vọng là các bạn đã có thể lên xem phần livestream rồi để chúng ta có thể bắt đầu buổi tối ngày hôm nay cùng với nhau nhé. Bây giờ thì rất là sớm, phải không ạ? Bây giờ thì còn rất là sớm, bây giờ mới chỉ là khoảng tầm hơn 6 giờ, gần 7 giờ kém thôi. Nên là không biết là có nhiều bạn đang lên trên Facebook online hay là không. Nhưng mà chị vẫn sẽ phát trực tiếp cùng với các bạn. Bởi vì ở thời điểm hiện tại thì tranh thủ được giờ phút nào chị sẽ cùng phát trực tiếp với các bạn ở giờ phút đó. Nên là rất là hy vọng em đã có thể lên xem phần phát trực tiếp này cùng với chị rồi, được không ạ? Xin chào Ngô Dung, xin chào Hoàng Tú. Cũng đã có một số bạn vào xem phần phát trực tiếp này của chị rồi, chứ không phải là không có ai giống như là chị nghĩ. Rất là cảm ơn Đức Thuần nhá. Chúc mừng em vì đã đạt được ước mơ của mình. Và chị rất là hy vọng là ở con đường phía trước thì em sẽ luôn luôn nỗ lực như vậy để có thể giành được những cái thành công cho mình nữa, được không nào? Rồi, xin chào Hoàng Tú, xin chào Lê Thúy. Có rất là nhiều bạn 2K1, đúng không ạ? Có rất là nhiều bạn 2K1 thì vẫn đang xem phần livestream của chị. Xin chào Linh. Ngày hôm nay ở trong phần phát trực tiếp này, chị rất là muốn có thể hướng dẫn cho các em về việc là làm thế nào chúng ta có thể phân tích một cái đoạn thơ. Chúng ta có thể phân tích một cái đoạn thơ thật là nhanh, thật là chính xác mà vẫn có thể đạt được cái số điểm tối đa đối với cái dạng đề này. Hiện tại thì các bạn cũng đã sắp thi học kỳ rồi, sắp thi giữa kỳ rồi. Và cũng có rất là nhiều bạn phân vân không biết là phải ôn giữa kỳ như thế nào. Đừng lo lắng nhá, bởi vì sắp tới thì trên fanpage Học Văn Chị Hiên sẽ tặng tài liệu cho các bạn để các bạn có thể ôn thi giữa kỳ một cách tốt nhất. Ngày càng làm nhiều thứ hơn để chia sẻ với các em, để giúp cho các bạn có thể cố gắng đạt được cái số điểm thật là cao ở trong cái kỳ thi đại học của mình sắp tới, được không nào? Ok, 2K3 rồi, chị nhìn thấy em rồi nhá Hoàng Tú nhá. Chị nhìn thấy em rồi. Hiện tại thì cũng đã có hơn 30 bạn đang xem phần livestream này rồi. Chúng mình sẽ đợi khoảng 50 bạn rồi chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhá. Hãy nhớ rằng là ở trong buổi tối ngày hôm nay, chị sẽ chia sẻ cho các bạn về việc làm thế nào để chúng ta có thể có được một cái bài phân tích những cái đoạn thơ thật là hay. Và chị hy vọng là ngay bây giờ thì các bạn đã có thể giúp cho chị chia sẻ vào các cái group, giúp cho chị chia sẻ lên trang cá nhân của mình để có thể lan tỏa cái phần phát trực tiếp này tới nhiều người hơn. Và chị cũng hy vọng là những cái kiến thức mà chị đang chia sẻ cùng với các em thì sẽ tạo động lực, tạo cảm muốn cho các bạn yêu thích môn văn nhiều hơn, được không ạ? Các bạn thân mến, khá là lâu rồi thì chị không phát trực tiếp ở trên trang cá nhân của mình. Chắc là phải tính đến, chắc là cũng phải một tháng rồi mất, hoặc là hơn một tháng rồi chị không có phát trên trang cá nhân. Rồi, xin chào Thanh Trúc, xin chào Đình Bảo, xin chào Hương Quỳnh. Ok, vẫn có một số bạn 2K1 vẫn xem phần livestream của chị, đúng không? Xin chào Duyên nhá, xin chào Mộc Miên, xin chào. Lâu lắm rồi mới thấy xuất hiện, xin chào Minh Hà. Ok, các bạn thân mến, đợi khoảng 50 bạn của chúng ta sẽ bắt đầu. Chính vì vậy, sau khi mà phát trực tiếp xong thì chị sẽ gọi là ẩn cái phần phát trực tiếp này. Chính vì vậy mà nếu như bạn nào muốn lưu lại cái thông tin này thì các em sẽ nhanh chóng share về trang cá nhân của mình để khi mà chúng ta tìm lại để học thì sẽ dễ dàng hơn nhá. Ok không? Rồi. Rồi, rất là cảm ơn Hoàng Tú về phản hồi rất là tốt của em. Chị hy vọng là em vẫn sẽ luôn luôn yêu thích môn văn như vậy. Bởi vì thực sự ngày hôm nay khi mà nhận được một cái câu hỏi từ bạn Hường, bạn ấy có hỏi chị một điều là chị ơi, vai trò của văn học trong đời sống là gì? Thì chị rất là băn khoăn bởi vì chị không biết là phải bắt đầu câu chuyện của mình từ đâu khi nói về những cái giá trị của văn học đối với cuộc sống. Bởi vì bản thân chị cảm nhận thấy rằng đây không phải là chỉ là một cái môn học đơn thuần đem tới cho chúng ta những cái kiến thức mà chúng ta nghĩ rằng nó rất là xa vời và rất là màu hồng. Mà bản thân chị cảm thấy môn văn là một cái môn học thực tế hơn bất cứ môn học nào mà chúng ta được học. Thế nên là chị rất là hy vọng các bạn có thể dành những cái tình cảm của mình, những cái cảm hứng của mình cho môn học này nhiều hơn. Thay vì việc lúc nào cũng nói với chị rằng em rất là chán ghét môn học này. Được không ạ? Ok, xin chào Dương Hoàng, xin chào Khánh Dương, xin chào Phan Trinh, xin chào Nhi nhá, lâu lắm rồi mới thấy vào xem livestream của chị đấy, đúng không? Rồi các bạn ơi, nhanh chóng giúp chị chia sẻ phần livestream này để chúng ta có thể bắt đầu
trò chuyện cùng với nhau ở trong buổi tối ngày hôm nay để cùng nhau tìm ra một cái phương pháp thật là phù hợp để như thế nào nhỉ? Tìm ra một cái phương pháp thật là phù hợp để chúng ta có thể phân tích một cái đoạn thơ đạt được cái số điểm cao nhất. Ok không? Rồi, xin chào Trần Đào, xin chào Thanh Lam. Nhanh chóng nhá, nhanh chóng. Xin chào Thúy Hằng, xin chào Thanh Dung, ok. Hiện tại thì đã có khoảng 40 bạn đang xem phần livestream này rồi. Chị rất là cảm ơn Thúy nhá. Bạn Thúy thì cũng đã từng tham gia tour cảm hứng văn của chị rồi đúng không? Năm nay chị có rất là nhiều những cái dự định dành cho các em. Và một trong số những cái dự định đầu tiên có lẽ chính là cái dự định mà chị rất là mong mỏi có thể thực hiện nhiều hơn những tour cảm hứng văn. Bởi vì bản thân chị cảm thấy rằng đấy là những cái chương trình mà các em rất là yêu thích. Và đấy là những cái chương trình mà đem lại cho các bạn không chỉ là những cái kiến thức mà còn là những cái cảm xúc và những cái mong muốn là các em sẽ cố gắng học môn học này nữa. Phải không ạ? Nên chị cực kỳ là hy vọng, những cái tour cảm hứng văn tiếp theo đây của chị sẽ có thể giúp cho các em nhiều điều hơn. Được không ạ? Ok, không có vấn đề gì, Rồi. Đợi chị một chút xíu nhá, chị sẽ mở một chút nhạc nền. Được không ạ? Để cho việc học của chúng mình sẽ thoải mái hơn chứ không phải là gò bó. Chúng ta sẽ mở một chút nhạc nền để cho cái việc học thoải mái hơn. Đợi chị một phút thôi. Được không nào? Rồi các bạn thân mến, thôi thì bây giờ chúng mình sẽ cùng quay trở lại nhá. Bởi vì chị biết là các em đã rất là nóng lòng để biết là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi qua những gì rồi. Thì một trong những cái thứ đầu tiên mà chị chia sẻ với các bạn ở trong buổi tối ngày hôm nay đó chính là chúng ta sẽ làm như thế nào để có thể phân tích được một cái đoạn thơ thật là trọn vẹn. Và chúng ta sẽ làm như thế nào để cho cái việc là bây giờ các bạn gặp một cái đoạn thơ, ví dụ như là một đoạn thơ trong bài thơ Tây Tiến, hay là trong bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh, hay là trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu, thì các bạn đều có thể xử lý nó một cách rất là gọn gàng. Được không ạ? Bây giờ thì điều chị cần nhất đó chính là các bạn hãy bỏ giấy bút của mình ra. Bởi vì điều cần nhất bây giờ là chúng ta cần phải có giấy bút. Được không ạ? Để ghi lại, để nốt lại tất cả những gì mà chị hướng dẫn với các bạn ở trong buổi tối ngày hôm nay. Nhanh chóng nhá. Rồi. Ok, những tour cảm hứng văn thì chắc chắn là chị sẽ tiếp tục tổ chức và chị cũng hy vọng rằng là nó sẽ nhận được cái sự yêu quý của các em giống như năm vừa rồi khi mà chị tổ chức những cái tour cảm hứng văn học và các bạn ấy hưởng ứng điều này rất là nhiệt tình. Được không ạ? Hãy nhớ rằng là những tour cảm hứng văn học của chị Hiên đều là những cái tour miễn phí dành cho tất cả các bạn. Các bạn đến đấy được học văn, được trải nghiệm cách làm văn, được nói chuyện, trò chuyện cùng với chị và những cái anh chị khác. Và các bạn còn có cả quà mang về nữa, được không ạ? Thế nên là năm nay chị cũng sẽ cố gắng tổ chức nhiều tour cảm hứng văn học hơn dành cho chúng mình nhá. Được không nào? Chỉ cần các em ủng hộ chị nhiệt tình thôi thì điều gì chị cũng có thể làm được. Được không ạ? Rồi. Các bạn ơi, ok chưa? Đã chuẩn bị sẵn sàng giấy bút chưa ạ? Các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng giấy bút chưa? Các em đã chuẩn bị sẵn sàng giấy bút chưa? Các em ơi, chị cũng đang muốn làm một cái tour lên Bắc Giang đây nhưng mà không biết là có ai đón không? Mộc Miên ạ. Ok, xin chào Nguyễn Vàng nhá, xin chào em. Xin chào Ngọc Huế. Các bạn thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nhá. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu trong buổi tối ngày hôm nay. Chị sẽ ngồi thẳng với các bạn một chút. Có một điều rất là bất cập, đấy là em rất là mất thời gian trong việc là làm như thế nào để có thể phân tích một đoạn thơ. Và em cảm thấy rất là mệt mỏi bởi vì thơ là một cái thể loại mà nó mang cái tính đặc thù cực kỳ là lớn. Mang tính đặc thù cực kỳ lớn như thế nào?
nó rất là cô đọng, nó rất là hàm xúc, nó rất là ít chữ nghĩa. Và chị ơi, liệu rằng là em có thể viết theo kiểu là cứ một câu thơ em lại phiên ra một câu văn có được không? À, chị nói với các bạn là không vấn đề gì. Đấy là cái việc mà các bạn lựa chọn cái cách mà các em làm thôi. Có không có cái vấn đề gì cản trở chúng ta trong cái việc viết văn cả, được không ạ? Không có vấn đề gì cản trở trong chúng ta trong việc viết văn cả. Những cái vấn đề mà chị muốn nhắc với các bạn ở đây là gì? Đó là điều quan trọng khi mà chúng ta làm một cái đề văn, và đặc biệt là phân tích thơ, hay là làm bất cứ một cái đề văn nào khác, thì một trong những điều mà chúng ta cần phải làm được đó chính là truyền tải cảm xúc đến người đọc. Phải không ạ? Chúng ta phải truyền tải được cảm xúc đến người đọc. Khi mà các bạn truyền tải được cảm xúc đến người đọc đồng nghĩa với việc là các bạn đã thắng. Tất nhiên là cái bài văn của em vẫn phải đảm bảo theo một cái cấu trúc đúng, và chúng ta phải có một cái cách viết đúng, chúng ta phải có những cái dẫn chứng đúng. Nhưng việc truyền tải cảm xúc là cái điều vô cùng là quan trọng. Ở đây chị có hướng dẫn cho các bạn một cái cách để chúng ta có thể phân tích thơ. Chúng ta có được một cái khung bài ấy, đối với phân tích thơ. Vậy thì nói một cách đơn giản, phân tích thơ là gì ạ? Là chúng ta sẽ phân tích về hai cái giá trị trong cái đoạn thơ đó, bao gồm giá trị về mặt nội dung và giá trị về mặt nghệ thuật. Phải không ạ? Nhưng mà suy cho cùng, đó là cái cách mà chúng ta làm gì? Đó là cái cách mà chúng ta truyền tải những cái cảm xúc của mình, phân tích cái đoạn thơ đó, truyền tải những cái cảm nhận của mình về đoạn thơ đó mà chúng ta cảm nhận được. Hiểu vấn đề chị muốn nói không? Đơn giản là như vậy, được không ạ? Đơn giản là như vậy. Thì ở đây, bao giờ thì cái cấu trúc của đề bài và công thức của đề bài cũng sẽ cho chúng ta một cái đoạn thơ, và người ta sẽ nói rằng là cảm nhận của anh chị về đoạn thơ này, hoặc là phân tích đoạn thơ, được không ạ? Thì người ta sẽ trích cái đoạn thơ đó ra cho các bạn, và kèm ở dưới là tên tác giả cộng với tên tác phẩm. Cái tác phẩm mà người ta thích trích đoạn thơ từ tác phẩm nào cộng với tên tác giả. Ok chưa ạ? Thì đấy là một số những cái điều mà chúng ta sẽ lưu ý về một chút về cái công thức của dạng đề bài. Thì cũng sẽ có một số những cái dạng đề bài mở rộng theo kiểu là sau khi anh chị phân tích xong rồi thì anh chị sẽ rút ra một cái điều gì đó. Ok không ạ? Khi mà các anh chị đã phân tích xong rồi thì các anh chị sẽ rút ra một cái điều gì đó trong cái quá trình mà các anh chị phân tích. Hiểu điều này không? Thì ở đây chúng ta có công thức của đề bài là như vậy. Phải không ạ? Chúng mình có công thức của đề bài là như thế. Vậy thì cái việc giải chúng ta làm như thế nào? Cái bước đầu tiên bao giờ cũng rất quan trọng. Các em phải xác định đúng cho chị đối tượng mà các bạn cần phân tích là gì. Thì cụ thể đây chúng ta đã có rồi. Cái đối tượng mà chúng ta có cần phân tích ở đây chính là, à, chính là cái đoạn thơ đó. Chúng ta phải biết được đoạn thơ đó của tác giả nào và trích trong tác phẩm nào. Để làm gì ạ? Bởi vì ở trong cái phần dàn ý nhá, thì luận điểm 1 bao giờ chúng ta cũng phải trình bày về tác giả và tác phẩm, được không ạ? Nhiều người cứ bảo là tại sao lại phải trình bày về tác giả và tác phẩm làm gì hả chị? Em có thể đi vào em phân tích luôn được không? Ok, không ai phản đối các em cái việc là các em phân tích luôn cả. Nhưng mà một trong những cái tiền đề rất là quan trọng để tại sao lại có những cái tứ thơ như vậy, những vần thơ như vậy, thì lại nằm ở việc là cái hoàn cảnh sống của tác giả đó như thế nào, bối cảnh ra đời của tác phẩm ra sao, và bản thân cái phong cách nghệ thuật của người nghệ sĩ đó như thế nào cũng rất là quan trọng. Nó sẽ chi phối cực kỳ lớn tới việc là người nghệ sĩ đó viết gì. Hiểu chị muốn nói không ạ? Thế nên là các bạn buộc lòng phải hiểu biết về những điều này. Thế nên là chị mới nói là kiến thức nền rất là quan trọng, được không ạ? Rồi, sau khi mà chúng ta đã xác định đúng vấn đề thì bây giờ chị sẽ cung cấp cho các bạn phương pháp, và ngay lập tức các bạn sẽ ghi cái phương pháp làm này vào giúp cho chị nhá, được không ạ? Về phương pháp làm, chúng ta sẽ đảm bảo những ý như sau. Thứ nhất, ở phần mở bài chúng ta sẽ dẫn dắt và nêu vấn đề. Ok không ạ? Chúng ta sẽ dẫn dắt và nêu vấn đề. Thì vấn đề ở đây mà chúng mình có là gì rồi? Vấn đề ở đây chúng mình có là phân tích cái đoạn thơ đấy rồi, được không ạ? Vậy thì ở trong cái phần dẫn dắt chúng ta có thể làm như thế nào? Các bạn ơi, ở trong phần dẫn dắt chúng ta sẽ có những cách như thế nào? Một lát nữa chị sẽ có một cái đề thực chiến cho các bạn, được không ạ? Một lát nữa chúng ta sẽ có một cái đề thực chiến để chúng ta cùng làm với nhau. Thế nên là các bạn không cần phải quá lo lắng nhá. Cứ từ từ chúng ta cứ đi từ lý thuyết rồi vào đến thực hành. Nào, các em ơi, thường các bạn sẽ vào cái phần mở đoạn như thế nào đối với một cái đề bài là cảm nhận của anh chị, cảm nghĩ của anh chị về một cái đoạn thơ? Nói cho chị biết này. Các bạn sẽ có những cách nào để các bạn vào đề bài? Hãy trao đổi với chị nhá. Chị không muốn là chỉ có một cái một chiều từ chị, mà chị cũng rất là muốn các em có thể trao đổi với chị nữa, được không ạ? Rồi nào, các bạn ơi, cho chị một cái cách mà các em vẫn thường sử dụng, cái cách mà em vẫn thường làm đối với cái dạng đề là phân tích một cái đoạn thơ nào đó, hoặc là trình bày cảm nghĩ của anh chị về một đoạn thơ nào đó. Mạch cảm xúc
nên ở đầu đoạn, thân đoạn hay là cuối đoạn. Một lát nữa chị sẽ giải thích hết cho các bạn về những cái giải đáp của các em nhá. Còn ở thời điểm hiện tại chị đang chia sẻ hai chiều cùng với các em, thế nên chị cũng rất là mong muốn các em có thể phản hồi lại với chị, được không ạ? Còn một lát nữa các em sẽ có bất cứ câu hỏi gì thì chị cũng sẽ trả lời cho các em hết, ok không? Nào, trả lời giúp chị nào. À, một số bạn đã đưa ra câu trả lời cho chị rồi đây. Đặng Huyền Trang, tác giả và tác phẩm. Ok. Lê Thúy, nhà thơ đã từng viết trong thi phẩm của mình rồi. Đưa đề tài quê hương hoặc lý luận văn học. Chưa biết bài gì mà đã đưa đề tài quê hương vào rồi. Xin chào Phương Thảo nhá, xin chào em. Đưa đề tài quê hương hoặc lý luận văn học vào mở bài ạ. À, đây cũng là một cái cách khá là thú vị, đúng không? Nhưng mà chắc gì đấy là đã thuộc đề tài quê hương. À, thường hay dẫn những câu nói rồi dẫn vào tác giả tác phẩm ạ. Ồ, ok, đấy cũng là một cái cách. Giới thiệu tác giả và vị trí của đoạn thơ. Rồi, ok. Còn gì nữa không ạ? Còn gì nữa không? Gì nữa ạ? Chị muốn thấy nhiều hơn câu trả lời của em trong kho tàng văn học Việt Nam. À, rồi. Nếu như mà các bạn chịu khó theo dõi chị thì chị đã từng hơn một lần chia sẻ với các bạn về việc là làm như thế nào để chúng ta có được một cái mở bài hay, phải không ạ? Chị thì thường đi từ rất là nhiều cách. Có thể đi từ đề tài, có thể đi từ nhận định, có thể đi từ tác giả, hay là cũng có thể đi từ những cái cảm xúc cá nhân của mình. Tức là có rất là nhiều những cái cách mà chúng ta có thể đi. Nhưng hãy luôn đảm bảo cho chị một điều rằng là trong phần mở bài của chúng mình luôn luôn sẽ có thứ nhất là phần dẫn dắt, và thứ hai là phần đặt vấn đề các em nhá. Rồi, đấy là về phần mở bài. Ở phần thân bài thì sao? Chị vẫn đang bị ốm ấy. Đây là lạc cả giọng luôn á. Em có thấy giọng chị khác không? Các bạn ơi, các em có thấy giọng chị khác không? Trời ơi, mất cả giọng luôn rồi ạ. Chị mất cả giọng luôn rồi đấy, các em thấy không? Trời ơi, chị không biết bao giờ chị mới khỏi ốm nữa. Chị ốm mấy hôm rồi. Ốm từ hôm thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Đến hôm nay thứ hai, thứ ba rồi, gần một tuần rồi mà chị vẫn chưa khỏi. Chị vẫn đang bị ốm. Thế nên là các em cố gắng tương tác với chị nhiều hơn nhá, được không ạ? Đừng để chị nói một mình nhá. Chị vẫn đang bị ốm ấy. Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ quay trở lại nhá. Chúng mình sẽ quay trở lại này. Thì các bạn sẽ thấy giúp chị là ở trong phần thân bài, đúng không ạ? Luận điểm thứ nhất bao giờ chúng mình cũng cần phải làm, đó là nêu về hoàn cảnh, nêu về tác giả và nêu về hoàn cảnh sáng tác. Ok không? Luận điểm thứ hai chúng ta sẽ làm là chúng ta sẽ tiến hành phân tích đoạn thơ đó. Luận điểm thứ ba chúng ta sẽ tiến hành là khái quát để rút ra cái vấn đề cần rút ra, hoặc là chúng ta sẽ tiến hành khái quát ở hai khía cạnh, giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật, được không ạ? Và chúng ta sẽ kết bài. Ở trong phần kết bài thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ khẳng định lại vấn đề và sau đó thì chúng ta sẽ liên hệ mở rộng thôi. Không có gì quá khó khăn cả, thấy không ạ? Xinh ơi, chị vẫn nhớ em nhá, được không nào? Rồi, ok. Thì đấy là về cái bố cục mà chúng ta có phần thân bài, mở bài, thân bài và kết bài thì chúng mình cần phải làm gì, đúng không ạ? Thì ở đây bây giờ chị sẽ lấy một cái ví dụ rất là đơn giản thì các bạn sẽ thấy là cái việc mà chúng ta phân tích thơ không hề khó một chút xíu nào nhá, được không ạ? Bởi vì cái thể loại thơ thì đặc thù ở trong việc là đối với thể loại thơ ấy thì cái tính hàm xúc nó rất là cao, có nghĩa là những cái từ nó rất là cô đọng, phải không ạ? Thậm chí là ở trong cái bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh, mỗi câu thơ có 5 từ thôi, 5 chữ thôi, đúng không? Mỗi câu thơ chỉ có 5 chữ thôi. Mà chúng ta thấy là với cái mỗi cái câu thơ có 5 chữ đấy là chúng ta phải viết được ra rất là nhiều thứ và đưa ra những cái quan điểm của chúng ta, phân tích về những cái nội dung và truyền tải qua những câu thơ như vậy. Vậy thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào đây? Bây giờ chị sẽ lấy một cái ví dụ rất là đơn giản dành cho các bạn nhé. Chúng ta sẽ lấy hai câu thơ đầu trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Ở trên lớp thì các bạn đã học bài thơ này chưa ạ? Ở trên lớp thì các bạn đã học bài thơ này chưa? Các em ơi, ở trên lớp thì các bạn đã học bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng chưa?
Các em đã học bài thơ này chưa ạ? Em đã học bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng chưa? Ở trên lớp ấy. Vẫn chưa học đến Tây Tiến à? Có một số bạn thì đã học xong rồi đúng không? Ok, vậy thì cũng sẽ dễ dàng hơn cho các bạn trong cái việc mà chị lấy ví dụ. Mà kể cả các bạn chưa học qua thì cũng không có vấn đề gì hết, được không ạ? Bởi vì chị vẫn hướng dẫn cho các em bình thường và chị tin là các em sẽ hiểu được cách làm thôi. Thế nên là chúng mình sẽ hoàn toàn tập trung cùng với chị nhá, được không nào? Năm chữ gần hết 7-8 dòng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lấy hai cái câu đầu trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, được không ạ? Mở đầu bài thơ Tây Tiến của mình thì Quang Dũng có viết là: sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi, đúng không ạ? Chúng ta có hai câu thơ: sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi. Vậy thì đối với cái việc là phân tích hai câu thơ này, chúng mình phải làm như thế nào đây? Chúng ta phải làm như nào đây? Bao giờ chị cũng nói với các bạn rằng là chúng ta sẽ phải làm từ khái quát. Tức là chúng ta hãy trang bị cho mình một cái nhìn khái quát, sau đó thì mới đi đến chi tiết, được không ạ? Khái quát ở đây là gì? Ví dụ câu thơ đầu tiên nhá: sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi. Chúng ta có thể nhìn thấy khái quát ở đây là gì ạ? Câu này nó giống như là một gì nhỉ? Câu thơ này mang dáng dấp của một tiếng gọi, phải không ạ? Là một tiếng gọi chứa chan đầy tình cảm. Có lẽ đây cũng chính là tiếng gọi để gọi lại biết bao nhiêu những hoài niệm, những nhớ nhung, những hồi ức của một thời chiến binh đã đi qua, được không ạ? Thì đấy là cái mà chúng ta sẽ nhìn tổng thể. Thế còn chi tiết thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ nhìn nhận vào cái gì? Chúng ta sẽ nhìn nhận vào những từ mà xuất hiện trong câu thơ này đáng chú ý, được gọi là keyword, như là sông Mã, như là xa rồi, như là Tây Tiến, được không ạ? Và kể cả là chữ ơi ở đây nữa. Ok không? Thì ở đây chúng ta sẽ phân tích về địa danh sông Mã này, chúng ta sẽ phân tích về chữ xa rồi này, chúng ta sẽ phân tích về Tây Tiến này, và chúng ta sẽ phân tích về cách gieo phần ơi nữa. Ok không ạ? Các bạn hiểu ý chị muốn nói không? Em hiểu ý chị muốn nói không? Được không nào? Lấy ví dụ một cách đơn giản nhá. Ở phần mở bài thì chúng ta không nói rồi, ở phần mở bài chúng ta có rất là nhiều cách để đi vào rồi. Ví dụ như là nhà thơ Giang Nam đã từng viết trong thi phẩm của mình: Tây Tiến biên cương mờ khói lửa, quân đi lớp lớp đầu cây rừng, và bài thơ ấy, con người ấy vẫn sống muôn đời với núi sông. Chiến tranh đã đi qua, nhưng những ký ức về một thời bom đạn đầy hào hùng của dân tộc chưa bao giờ phai mờ ở trong những dòng viết của mỗi người nghệ sĩ, và đặc biệt là trong thi phẩm Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Vì như vậy, hiểu chị không ạ? Sau đó các em sẽ trích dẫn ra để lại nhiều ấn tượng nhất ở trong bài thơ này là gì đấy. Hoặc là chúng ta cũng có thể bắt đầu bằng những cái nỗi nhớ niềm thương, phải không nào? Chúng ta có một cái đoạn thơ là gì ạ? Ở hai đầu nỗi nhớ, yêu và thương sâu hơn, ở hai đầu nỗi nhớ, nghĩa tình nồng thắm hơn. Thơ ca Việt Nam hiện đại có cả một khoảng trời dành cho nỗi nhớ thương. Đó là nỗi nhớ thương mà nhà thơ Hoàng Cầm đã gửi về cho quê hương Kinh Bắc, đầy thơ và mộng của mình qua bài thơ Bên Kia Sông Đuống. Là nỗi nhớ thương mà Phan Thị Thanh Nhàn chỉ dám gửi cho người bên ấy ngày mai đi xa qua hương bưởi trong bài thơ Hương Thầm. Đó là nỗi nhớ thương mà Giang Nam đã chọn một đời cất giữ, gửi gắm qua bài thơ Quê Hương. Và cũng có một nỗi nhớ thương về những người đồng chí đồng đội của mình, được tái hiện một cách đặc sắc qua thi phẩm được coi là đỉnh cao của đời thơ Quang Dũng, bài thơ Tây Tiến. Ví dụ là như vậy, hiểu chị không? Thì rất là nhiều cách để các em dẫn vào nhá. Sau đây thì các em sẽ bước vào phần thân bài. Thì cái việc đầu tiên mà các em làm, các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ nêu về tác giả tác phẩm. Thì về Quang Dũng và về Tây Tiến thì chắc hẳn là các bạn đã thuộc lầu lầu ở trong đầu rồi, không cần phải nhắc lại nữa rồi đúng không? Thì đến với phân tích hai câu thơ này ấy, thì các bạn cứ phân tích từ tổng quát, từ bao quát cho tới chi tiết thôi, đúng không ạ? Các bạn phân tích cả cái câu đấy trước, cả cái câu đấy mang cái nội dung là gì, sau đó các bạn sẽ phân tích vào từng từ ngữ một, trọng tâm vào từng từ ngữ một, thì như vậy các bạn sẽ
Thì như vậy các bạn sẽ rất là dễ dàng trong việc phân tích, được không ạ? Nhá, chị lấy một cái ví dụ đơn giản như thế này. Viết về hình ảnh những người lính trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Đã có rất là nhiều nhà thơ, nhà văn dùng ngòi bút của mình để tạo nên những tác phẩm hay. Không thể không kể tới bài thơ Đồng Chí của nhà thơ Chí Nghĩu hay bài thơ Nhớ của Hồng Nguyên. Thế nhưng có lẽ để lại nhiều ấn tượng nhất với độc giả lại là bài thơ Tây Tiến, là hồn thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Bài thơ này, thi phẩm này được mở đầu bằng một tiếng gọi đầy thiết tha trìu mến, hai chấm xuống dòng bằng ngoặc kép: sông Mã xa rồi, Tây Tiến thôi. Được không ạ? Nhá, sông Mã xa rồi, Tây Tiến thôi. Một tiếng gọi đầy thiết tha trìu mến gọi lại biết bao nhiêu những ký ức tươi đẹp của một thời chiến binh, của một thời bom đạn. Và nỗi nhớ cứ thế trực trào để ùa về. Nỗi nhớ đầu tiên, hình ảnh đầu tiên hiện ra trước mắt người đọc là hình ảnh dòng sông Mã. Dòng sông đã gắn với biết bao nhiêu những kỷ niệm của một thời chiến binh trên những chặng đường hành quân của binh đoàn Tây Tiến. Từ xa rồi được coi là điểm rơi thấp nhất của câu thơ này, và nó cũng tạo ra một khoảng hụt hẫng cho người đọc khi tìm hiểu về tứ thơ, những vần thơ đầu tiên của thi phẩm này. Một khoảng hụt hẫng đã được tạo ra bởi vì bây giờ khoảng lùi dường như chưa xa, nhưng tất cả những nỗi nhớ nhung chỉ còn lại là hoài niệm. Trong khoảnh khắc nhớ về những người đồng đội của mình, trong khoảnh khắc nhớ về thời chiến binh, trong khoảnh khắc nhớ về biết bao nhiêu những quãng đường hành quân gian khổ đã đi qua, trong lòng của người nghệ sĩ Quang Dũng vẫn không thể nào nguôi đi nhớ nhung, để rồi tất cả những nhớ nhung đó trở thành vần thành điệu để cho hồn thơ của mình thăng hoa. Một danh từ được nhắc tới là một danh từ chỉ cần nhắc tới thôi, nói theo nhà thơ Quang Dũng thì biết bao nhiêu những nỗi nhớ đã trực trào ùa về rồi. Đó là danh từ Tây Tiến. Hai danh từ Tây Tiến và sông Mã được đặt giữa từ xa rồi cũng bao hàm ý nghĩa là thời khắc này đây, đã xa rồi sông Mã, đã xa rồi Tây Tiến, chỉ còn lại ở đây là những hồi ức, những kỷ niệm. Ví dụ như vậy, hiểu ý chị không ạ? Thì đấy là cái cách mà các bạn có thể phân tích, tức là một cái tip, một cái lời khuyên rất là hữu ích cho các bạn ở trong việc phân tích, là các em hãy phân tích từ khái quát, từ những cái bao quát. Sau đó thì chúng ta mới phân tích tới những cái từ, những cái chữ, những cái ý rất là nhỏ ở trong câu thơ. Sau đó thì các em có thể phân tích về cách gieo vần ơi ở trong hai câu thơ này, tạo ra một cái khoảng rộng như thế nào, một cái không gian mênh mông ra sao. Hiểu chị muốn nói không? Các bạn hiểu cách làm của chị không ạ? Thì chị vẫn thường phân tích thơ theo cách là chúng ta sẽ tổng phân hợp. Có nghĩa là chúng ta sẽ đưa ra một cái luận điểm mở đầu, sau đó chúng ta sẽ phân tích nhỏ, sau đó thì chúng ta sẽ khái quát lại. Thì đấy là cái cách mà chị vẫn thường lựa chọn để hướng dẫn các bạn là chúng ta phân tích. Như vậy thì chúng mình sẽ không bị thiếu ý, và cái cách triển khai của chúng mình nó cũng sẽ khá là logic. Không ạ? Các em có hiểu không ạ? Các em có hiểu ý chị muốn nói không? Để đêm nay em nghe lại à? Đấy, lại nói đến cái vấn đề là nhưng mà em khó thoát ý lắm. Thực chất là các em làm gì mà có ý đâu mà đòi thoát, đúng không? Cứ bảo là em khó thoát ý lắm, nhưng thực chất là các bạn làm gì có ý mà thoát. Giá mà các anh chị có ý rồi cơ, thì chị chỉ cần hướng dẫn cho các bạn cách viết thôi là các em đã viết được rồi. Nhưng mà cái vấn đề là các em còn không có ý thì các em đòi viết cái gì, đúng không? Nên là đừng có bảo chị cái vấn đề là em khó thoát ý lắm. Bao giờ mà các anh chị ngồi lại được ấy, các anh chị gạch lại được thành những cái đầu dòng ấy, thì đấy mới là cái lúc mà các anh chị thoát được ý và các anh chị hiểu được ý. Hiểu chị muốn nói không? Nhá. Chứ còn bây giờ đã làm gì mà đã gọi là thành thạo đến cái mức mà có hết ý ở trong đầu rồi mà không thoát được ý thì lại là một cái câu chuyện khác. Được không ạ? Lúc đấy lại là một cái câu chuyện khác. Thế thì cũng có rất là nhiều bạn hỏi chị là: chị ơi, thì cái luận điểm thứ hai thì phân tích như vậy rồi, thế còn luận điểm thứ ba thì chúng ta sẽ làm như nào, ở trong cái phần khái quát thì chúng ta sẽ làm như nào?
Thì đây chỉ là cái phần mà chúng ta sẽ liên hệ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ liên hệ và chúng ta sẽ mở rộng ra, chúng ta khái quát lại về nội dung, về nghệ thuật, đúng không? Ví dụ như hai câu thơ trên sử dụng nghệ thuật gì, cách gieo vần ra sao, sử dụng biện pháp thu từ gì, sử dụng những cái từ ngữ như thế nào, hiểu chị không ạ? Và có một cái tip nữa mà chị luôn luôn muốn khuyên các bạn nhé, đấy là sau khi mà các bạn phân tích xong hai cái câu thơ ấy, hoặc là các bạn phân tích xong một cái đoạn thơ ấy, thì các bạn nên liên hệ và mở rộng luôn ở lúc đấy, hiểu chị không ạ? Ví dụ ở trong cái câu thơ này, hai cái câu thơ này là hai cái câu thơ mà gợi nhắc cho chúng ta về gì ạ? Khung cảnh thiên nhiên của Tây Bắc, thì chúng ta hoàn toàn có thể liên hệ được với một trong những cái bài thơ rất là nổi tiếng của nhà thơ Trí Lan Viên, đó là bài thơ Tiếng Hát Con Tàu, được không ạ? Nhớ bản sương răng, nhớ đèo mây phủ, nơi đau qua lòng lại chẳng yêu thương, khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Hiểu chị không? Thì đấy là, tức là sau khi mà các bạn phân tích xong, các bạn chốt ý lại rồi, thì các bạn nên liên hệ và mở rộng. Thì đấy sẽ là một cái cách mà giúp cho cái bài viết của các bạn hay hơn. Ok không? Được không ạ? Nhá. Ủa các bạn ơi, Chị xem nào. Chị cũng phát trực tiếp được với các bạn 30 phút rồi đấy. Nhưng mà chị phải thừa nhận là chị rất là mệt ấy. Tại vì là chị đang ốm nên hiện tại là chị, tức là khi mà chị nói chị vẫn sẽ nói được, nhưng mà chị rất là mệt. Và chị cứ cảm giác là chị thở không ra hơi ấy, thật sự ạ. Thế nên là gì nhỉ? Ngày hôm nay chia sẻ với các bạn một cái tip nho nhỏ như vậy thôi, được không nào? Còn nếu như mà bạn nào muốn tìm hiểu về cách làm rõ ràng hơn cùng với chị thực chiến ở tất cả các đề, thì đừng quên là chị đang có một cái khóa học VIP, được không ạ? Cái khóa học VIP đấy sẽ đóng lại khi mà tháng 9, dự đầu tháng 10 thì sẽ đóng lại. Nên là bạn nào còn chưa biết thông tin thì nhanh chóng nhắn tin cho fanpage Học Văn Chị Hiên để có cơ hội được đồng hành cùng với chị nhá. Còn bây giờ thì chắc là chị sẽ dừng cái phần phát trực tiếp nho nhỏ của mình tại đây. Tại vì chị rất là mệt đấy. Thực sự là chị đang thở không ra hơi đây. Ok không? Nhá. Được không nào? Tất nhiên là trong khóa học đấy thì chị sẽ hướng dẫn cho các em rất là nhiều thứ rồi. Thế nên là chị rất là muốn là các bạn có thể cho mình một cơ hội, cũng như là cho chị một cơ hội để chúng ta được phép đồng hành cùng với nhau trong một cái chặng đường tuy là gian khổ nhưng mà cũng sẽ có rất là nhiều những cái hạnh phúc và ngọt ngào này. Được không ạ? Ok không? Rồi, các bạn ơi, các em gì nhở? Các em nhắn tin cho fanpage Học Văn Chị Hiên nhá. Được không ạ? Ok Lan Anh, chị sẽ giữ gìn sức khỏe để chúng mình còn gặp nhau dài mà, đúng không nào? Rồi, cảm ơn các bạn vì ngày hôm nay đã xem phần livestream này, và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần livestream sớm nhất cùng với nhau các em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ nhé, bye bye.